Xin chào anh em đã đến với TNC Channel. Trong video review lần trước thì chúng ta đã gặp gỡ chiếc MSI GL638RC266VN, một mẫu laptop gaming tầm trung với mức giá khá là dễ thở với khá nhiều anh em hiện tại. Tuy nhiên mình biết là ở đâu đó ngoài kia vẫn có những siêu anh hùng với năng lực tài chính cực kỳ khủng, chắc cũng phải cỡ Tony Stark hay là T'Challa đó, cho nên là chắc chắn những chiếc laptop gaming tầm trung sẽ không phải là sự lựa chọn phù hợp với túi tiền của anh em rồi. Chính vì thế, hôm nay chúng ta sẽ lại cùng trên tay và đánh giá một siêu phẩm khác cũng đến từ MSI luôn. Một cỗ máy chiến tranh thực sự. Đây là một cỗ máy chiến tranh thực sự, nằm ở phân khúc cao cấp với cái tên là GT75 Titan 8RF. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ phải đi từ ngoại hình trước rồi mới đến nội dung. Và ok, mình biết là nó to. Đó chính là ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai lần đầu nhìn thấy GT75 cũng sẽ muốn gào thét lên. Và nó to và nặng. Đó là lý do mình phải đặt nó lên cái bàn xoay này, bởi vì là mình rất ngại nhấc nó lên. Đó là những đặc trưng cơ bản của gần như tất cả những chiếc laptop gaming thuộc phân khúc châu bò đắt đỏ. Và dĩ nhiên là GT75 Titan cũng không phải là ngoại lệ. Ok, tầng bốc về thân hình bốc lửa của em nó như thế có lẽ là đủ rồi đấy. Số đo cụ thể thì thế nào đây? GT75 Titan sẽ có chiều ngang là 42,8cm, tức là cái chiều này này. Chiều dọc của nó thì sẽ là 31,4cm. Và độ dày ở chỗ mỏng nhất thì sẽ là 3,1mm, trong khi nơi dày nhất của nó sẽ lên tới 5,8, gần 6cm. Trọng lượng của em nó thì thôi rồi luôn, 4,56kg, chưa kể bộ sạc 230W kèm theo em nó nữa. Quả thực là với kích thước cùng với cả trọng lượng như thế này thì không phải là anh em game thủ nào cũng có thể sẵn sàng vác em nó đi mua nơi được. Trừ khi anh em có bản lĩnh như là Warzone chẳng hạn, hit up 1000 cái còn không ngại thì vác con laptop ngót 7 cân cả sạc thì nhằm nhò gì, đúng không? Đến với thiết kế chi tiết của em nó thì thế nào đây? Đầu tiên là mình sẽ nhận ra ngay phần nắp capo được làm từ kim loại mà ai cũng có thể đoán được, đó là nhôm. Rất tiếc là các sản phẩm của MSI thường được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc chứ không phải là Wakanda, cho nên là chúng ta sẽ không có vỏ máy bằng vibranium rồi. Ở trên phần nắp này anh em sẽ thấy những cái đường vân phay xước thường thấy trên những sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Dĩ nhiên là nó sẽ mang lại cảm giác mạnh mẽ cũng như là sang trọng nhất định. Hai bên sẽ là hai cái đường gân họa tiết màu đỏ này, trông như là hai cái lưỡi dao sắc nhọn, và ở chính giữa đó là logo rồng đỏ MSI huyền thoại. Cả ba chi tiết này trên GT75 Titan đều có thể sáng lên khi mà chúng ta bật màn hình. Phần đuôi của GT75 thì sao? Cũng là một cái điểm cực kỳ ấn tượng, với hai hốc gió đối xứng hai bên giống như là GL63, nhưng mà độ dày và độ hầm hố thì nó phải gấp đôi gấp ba lần. Các lá nhôm cùng với cả cái ống đồng tản nhiệt lộ ra một cách rõ ràng qua những cái vách nhựa thưa, tối ưu luồng khí cũng như là tăng cái vẻ mạnh mẽ cho hệ thống tản nhiệt. Chính giữa khu vực này anh em có thể thấy những cái cổng kết nối được MSI đưa ra đằng sau, ví dụ như là cái cổng sạc đặc biệt khủng nằm ở chỗ này này, tiếp đến đó là cổng xuất hình HDMI quen thuộc này, và nhỏ nhỏ ở đây đó là cổng USB Type-C cực kỳ bá đạo với chuẩn USB 3.1 Gen 2, tích hợp cả Thunderbolt 3 cũng như là khả năng xuất hình ảnh chuẩn DisplayPort chỉ qua cái cổng USB Type-C máy tính này thôi. Bên cạnh đó lại là một cổng mini DisplayPort nữa, và cuối cùng là cổng mạng LAN RJ45. Nếu như mà nhìn sang cạnh bên phải này thì điều đầu tiên mà mình liên tưởng đến đó chính là hình ảnh một em MSI GL63 đang chồng lên trên em GS63, bởi vì là cái hốc gió tản nhiệt phía bên này dày một cách khủng khiếp và được chia thành hai tầng. Bên cạnh đó thì anh em sẽ thấy liền 3 cổng USB Type-A chuẩn 3.1 Gen 2, kế đó nữa là tới 4 cổng tai nghe 3.5mm. Vâng, 4 cổng 3.5. Trong đó thì lần lượt từ trái qua sẽ là cổng layout, line-in, cổng mic và cuối cùng là cổng tai nghe. Sở dĩ có cái hệ thống cổng kết nối âm thanh nó đồ sộ như này bởi vì là GT75 được trang bị hệ thống âm thanh chuyên nghiệp Dinaudio với khả năng xử lý và tái tạo âm thanh mạnh mẽ cho nhiều mục đích khác nhau chứ không chỉ là chơi game đơn thuần. Cũng như là anh em có những cái hệ thống âm thanh, những dàn âm thanh khủng ấy, thì có thể kết nối dễ dàng với chiếc laptop này hơn. Nhìn sang cạnh phải thì sẽ lại là một cái hốc gió khác tương tự như ở phía bên này. Chúng ta sẽ có thêm khe đọc thẻ nhớ SD này và hai cổng USB 3.1 Gen 2 nữa. Như vậy là có thể nói khả năng kết nối của em laptop này cũng khá là khủng khiếp, chẳng thua kém gì những chiếc máy tính để bàn cả. Mà thực sự thì theo mình thì em GT75 này cũng có khác gì máy để bàn đâu chứ. Với cái kích thước và trọng lượng của nó như thế này thì chính xác mình phải gọi nó là laptop để bàn chứ không phải là máy tính xách tay nữa. Lật màn hình lên thì anh em sẽ gặp ngay cái tấm hiển thị rộng tới 17,3 inch ở đây. Đó, tấm nền IPS LCD, độ phân giải là Full HD với tần số quét là 120Hz, độ trễ 30 giây. Dĩ nhiên rồi, IPS và 120Hz là những thông số
bắt buộc phải có trên phân khúc laptop gaming cao cấp hiện nay rồi. Và độ phê của nó như thế nào thì chắc mình không cần phải tâng bốc thêm nữa đúng không ạ? Anh em chơi màn 120Hz thì bao mượt luôn. À, ngoài ra thì anh em cũng có thể chọn phiên bản cao cấp hơn nữa với màn hình 4K và 2K GTX 1070. Về màu sắc thì có thể nói là MSI đã làm rất tốt trên GT75 rồi. Với cái công nghệ True Color 2.0 thì chiếc laptop này có thể hiển thị chính xác tới 100% giải màu sRGB hay là 94% NTSC kết hợp với nhiều chế độ hiển thị riêng biệt cho cả game thủ lẫn designer. Chắc chắn là sẽ khó có thể chê được em nó, trừ khi bạn là dân chuyên nghiệp và có đôi mắt tinh như là máy cân màu Spider 5 Pro chẳng hạn. À, ngó ngay xuống bên dưới này thì không gì khác chính là bàn phím vẫn do SteelSeries phụ trách. Tuy nhiên thì khác với bàn phím chiclet trên GL63 ấy thì bàn phím của GT75 là bàn phím cơ thực sự với đèn LED RGB per key, tức là bên dưới mỗi nút bấm chúng ta sẽ có một bóng đèn LED RGB riêng biệt để phụ trách. Như vậy thì cái độ phê lòi của cái bàn phím này chắc chắn là anh em không cần phải bàn tán nhiều thêm nữa rồi. Thậm chí là chúng ta còn có cả một cái nút bấm riêng để có thể chuyển chế độ hiển thị LED hoặc là tùy chỉnh với SteelSeries Engine 3. Quá là phê luôn. Về phần switch cơ của nó thì sẽ hơi khác một chút với các loại switch thông thường. Dĩ nhiên là anh em không thể nào chơi keycap ở trên cái bàn phím này rồi đúng không ạ? Đây là switch đặc biệt được thiết kế riêng và trang bị lần đầu tiên cho GT75 cũng như là lần đầu tiên trên thế giới luôn. Và cái bàn phím này thì được gọi là Rapid Mechanical RGB Keyboard. Mỗi switch sẽ mỏng và gọn gàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì hành trình phím vẫn rất sâu tới 3mm, điểm kích hoạt phím là 1.5mm và có tactile palm cùng tiếng click key rất đanh nhưng mà vẫn nhẹ nhàng. Đó, không quá đồ nào. Thật sự thì cái cảm giác gõ trên cái bàn phím này là sướng vô cùng luôn. Mình cảm giác tốc độ và độ chính xác khi mà gõ phím của mình đã phải tăng lên 20-30% nếu mà so với các bàn phím laptop cũ thông thường khác ấy. Lực nhấn thì mình cũng không tìm được cái tài liệu nào nhắc tới cả, nhưng mà dựa trên cảm giác gõ thì mình đoán là nó cũng chỉ khoảng 40-45g, tương tự như là Blue Switch mà thôi. Ngay cả cái pad chuột cảm ứng của GT75 cũng có đèn LED RGB trên hai cái nút chuột trái phải luôn. Và bên dưới này là sẽ có 5 cái đèn mỗi bên. Đấy, quá là rực rỡ. Và cảm giác của mình khi mà bấm hai cái nút này thì có vẻ như là MSI cũng đã sử dụng luôn những cái switch của bàn phím làm nút chuột. Và hành trình khá là sâu, chắc chắn. Và dĩ nhiên là họ có bổ sung thêm lò xo để cái cảm giác bấm chuột của chúng ta nó nặng hơn rồi. Và đặc biệt là phía góc trên bên phải, đó là cái cụm phím chức năng của nó, với các nút nguồn hình boomerang sáng đỏ lên. Bên dưới nó thì chúng ta có 4 cái phím nhỏ hơn, bao gồm một phím để gọi MSI Dragon Center này. Tiếp theo là nút kích hoạt máy sấy tóc Cooler Boost Titan, phiên bản Cooler Boost chỉ có trên GT75 mà thôi. Đây mình sẽ bấm thử cho anh em nghe tiếng nhé. Vãi nồi. Đấy. Bên dưới cái nút này nữa thì chúng ta sẽ có một cái nút chức năng để bật ứng dụng Stream Game Explicit bản quyền 1 năm mà bạn sẽ được tặng kèm khi mà mua GT75. Và dưới cùng đó là cái nút để chuyển chế độ đèn cho bàn phím. Và điểm mà mình thích nhất trên khu vực thao tác của GT75 này đó chính là cái phần kê tay này. Đó, mặc dù toàn bộ bề mặt bàn phím, các thứ vỏ máy, chiếu nghỉ được làm bằng nhôm phay xước, thế nhưng mà trên cái phần kê tay này và kèm luôn cả cái phần pad chuột luôn lại được ốp một tấm nhựa. Cái miếng nhựa này thì vừa tăng thêm tính thẩm mỹ cũng như là làm cái vùng cách nhiệt cho bàn tay chúng ta với bề mặt máy khi mà hoạt động. Máy rất mát mẻ và hiệu quả luôn. Và bây giờ đến phần mà mình ngại nhất, đó chính là vật ngửa em nó ra. À, đây, khi mà vật ngửa em lên như thế này thì anh em chắc chắn là sẽ cảm thấy sốc luôn đấy, vì cái độ hầm hố của cái phần gầm máy này. Toàn bộ phần dưới gần như là được bọc lưới để lộ ra nội tạng cũng như là 9 cái ống đồng tản nhiệt cỡ lớn của máy. Và nếu như phiên bản anh em mua là phiên bản có 2 cạc 1070 chạy SLI ấy, thì chúng ta sẽ có tới 11 cái ống đồng cơ. Và thật sự là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy là đã cảm thấy hơi rét rồi đấy. Bên cạnh đó thì anh em sẽ nhìn thấy cái hệ thống loa DIN Audio đây, với hai cái loa công suất 3W hai bên cùng với cả một loa công suất 5W thì đặt ẩn ở bên trong máy nữa. Vâng, nãy giờ thì chúng ta mới nói xong về cái ngoại hình của em nó rồi đấy, mà đã hết cả chục phút rồi. Quá đẹp và quá nhiều công nghệ. Thế còn về cấu hình của chiếc laptop này thì sao? Em GT75 Titan chúng ta trên tay hôm nay là phiên bản 8RF với tên mã là 231VN, sử dụng CPU Core i7-8750H Coffee Lake 6x12 luồng mạnh nhất trên laptop hiện nay, với xung nhịp cơ bản là 2.2GHz cùng khả năng boost lên tới 4.1GHz cùng bộ nhớ đệm cache 9MB. Các đồ họa thì là 1070
8GB GDDR5, RAM 32GB, bus 2666 và anh em vẫn còn dư 2 slot nữa để có thể nâng cấp lên tới tối đa là 64GB RAM. Tiếp theo nữa đó là ổ cứng mới là thứ ấn tượng nhất trên em này. Chúng ta sẽ có Super RAID 4 256GB với sự kết hợp của hai ổ SSD NVMe cho tốc độ đọc dữ liệu khủng khiếp lên tới 3GB trên giây. Vâng, 3GB một giây đây anh em ạ. Load cái Windows chắc là trong vòng một giây là xong rồi. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thêm một ổ HDD 1TB 7200rpm để hỗ trợ không gian lưu trữ nữa. Và cuối cùng, tất cả laptop MSI anh em mua đều sẽ được tặng kèm Windows 10 bản quyền luôn. Về hệ thống âm thanh của GT75 thì theo mình cũng khá là ổn đấy. Với tổng công suất loa từ hệ thống Dean Audio là lên tới 11W thì khó mà nói rằng âm thanh của GT75 tệ được. Độ chi tiết thì khá ổn, đủ để anh em bật loa ngoài nghe nhạc giải trí chơi. Tuy nhiên thì dù được trang bị riêng một loa bass 5W nhưng mà cảm giác của mình về cái độ ấm và chắc của âm trầm trên GT75 lại có phần không bằng loa Giant Speaker trên MSI GL63 ấy. Mặc dù là về âm lượng thì GT75 rõ ràng là lấn át hơn rồi, bởi vì công suất nó lớn hơn mà, nhưng mà cái độ chắc của bass thì không bằng được. Tuy nhiên thì dù sao loa ngoài của laptop cũng chỉ là để nghe cho vui thôi, đặc biệt là laptop gaming. Chủ yếu anh em vẫn sẽ đeo tai nghe khi mà chinh chiến rồi. Và cuối cùng là về thời lượng pin nhé. Với thân hình đồ sộ cùng nội tạng nặng đô như thế này thì GT75 Titan được trang bị viên pin 8 cell 90Wh. Nghe qua thì có vẻ là nhiều đấy, nhưng mà thực tế khi mà mình sử dụng hỗn hợp gồm nghe nhạc trên YouTube bằng loa ngoài âm lượng khoảng 70%, gõ văn bản và lướt Facebook liên tục ở độ sáng màn hình tối đa thì mình chỉ nhận được chưa tới 4 tiếng sử dụng liên tục. Mình cũng bật luôn cái đèn LED Perky trong suốt quá trình sử dụng nữa. Thế nên là nếu cần làm việc với pin ý, thì mình tin là anh em sẽ không muốn sử dụng tới những thứ đốt điện như là 107 cái bóng đèn LED dưới bàn phím và chuột, cũng như là nghe loa ngoài hay là mắc độ sáng màn hình đâu. Và nếu hạn chế những cái thứ kia ấy, thì mình tin là GT75 sẽ dễ dàng sống sót tới 4 tiếng rưỡi hoặc là gần 5 tiếng gì đó. Và đó là toàn bộ trải nghiệm cũng như là đánh giá rất là nhanh của mình sau một thời gian sử dụng GT75, chính xác là một ngày thôi. Hạn chế lớn nhất đó là kích thước và cân nặng của em nó. Tuy nhiên đổi lại thì anh em sẽ nhận được cả đống thứ chà bá lửa mà em nó mang lại, ví dụ như là khả năng chơi game cũng như là làm việc tuyệt đỉnh này, hay là cục nam châm hút mọi ánh nhìn thèm muốn của các anh em khác khi mà vác vào quán cà phê like a boss. Đấy. Mà tiện đây thì đang nói đến chơi game ý, thì trước khi kết thúc video, anh em hãy cùng mình trải nghiệm khả năng chiến game và làm việc cực kỳ đỉnh của GT75 Titan 8 của F5. Và trước khi kết thúc cái video dài như cô dâu 8 tuổi này thì nếu anh em cảm thấy hứng thú với em dòng lửa GT75 Titan 8RF231VN này thì có thể ôm ngay tại TNC Store với giá là 77.990.000 đồng, quăng thẳng vào TNC Store để khiêng em nó về luôn. Và kèm theo một đống quà tặng cũng chà bá lửa không kém, như là một cái pad chuột này. Đây là cái pad chuột First Layer 3 Bull King trị giá là 760.000 đồng này. Rồi thì tiếp theo đó là một em chuột Munich NAOS 7000, NAOS Munich NAOS 7000. Đó. Em chuột này thì có trị giá là 1.699.000 đồng. Và đặc biệt hơn nữa đó là một em rồng MSI phiên bản đặc biệt. Đây, em này đây. Hộp của em nó thì đây. Đấy, dành cho lứa tuổi trên 14 này và có hơn 950 mảnh ở trong này. Có giá là 550.000 đồng. Chưa hết đâu, anh em còn được tặng một cái ba lô MSI đẳng cấp nữa. Đây, đang được hút chân không trong này, mình không dám mở ra bởi vì là cái này để tặng anh em mà, chứ bây giờ mở ra là không đóng lại được nữa. Và cuối cùng anh em còn được tặng một cái code game PUBG bản quyền nữa luôn. Quá hời rồi còn gì đúng không? Mua một em laptop thôi mà được tặng một đống quà. Đó. Video đến đây là hết nhãn rồi. Vì thời lượng có hạn cho nên là chắc chắn còn nhiều thứ chưa thể truyền đạt hết được cho anh em. Thế nên là mọi người thấy thiếu chỗ nào hay là có thắc mắc gì thì cứ thẳng tay bình luận vào bên dưới video nhé, để mình biết và hỗ trợ ngay khi có thể. Và đừng quên like video nếu thấy ấn tượng và đăng ký cũng như là bấm chuông ngay cho TNC Channel để hóng nhiều biến căng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.